Minulou zimu obdržela předsedkyně Changil Džaděkovné dopisy. Thưa bà chủ tịch tổ chức quy lớp du quốc tế, tôi xin gửi tới bà chủ tịch tổ chức quy lớp du quốc tế lời chào trân trọng nhất và bày tỏ sự cảm ơn về việc trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 hộ nghèo tại xã Điện Mặc. Dobrovolníci We Love You zamířili do lidového výboru Diem Mak, když slyšeli zprávu, že nové domy jsou připraveny pro 5 rodin. We Love You natáhla ruku, aby jim dala naději i v těchto náročných situacích. Hôm nay trên địa phương xã Điện Mặc của chúng tôi thì rất vinh dự được nhà tài trợ quỹ We Love You của quốc tế đã về trao tặng nhà cho các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa phương xã Điện Mặc là nguồn động viên lớn cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Điện Mặc. Po obřadu se dobrovolníci We Love You šli podívat na domy. Oblast ohrožená povodněmi, Diem Mek. Vietnamské rodiny žily v domech zničených opakovaným deštěm a v nebezpečí zřícení. Žít stabilní život v bezpečném domově bylo již dlouho jejich přáním. Předsedkyně Changilja splnila jejich přání. Jak se změnil vnitřek domu po renovaci? Nyní je to robustní dům, který odolá silnému větru a dešti. Je bezpečný a nemusí se obávat zatékání vody. Šťastné úsměvy rozkvetly na tvářích rodin, které získaly naději ve svých nových domovech. Phải nói là làm trong cái căn nhà sự phấn khởi, nó là ba cứng, nền cứng, nhà cứng và mái cứng, cho nên ở rất là thoải mái, cô cảm thấy mát, vui vẻ. Thế nên là chính vì thế các cụ rất cảm ơn về các cái tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình sản căn nhà đang nhà. Předsedkyně We Love You dokonce připravila speciální dárky. Và cũng cảm ơn các đoàn thì họ cũng chẳng biết nói gì hơn nên cũng cảm ơn và cũng rất đây rất là vui. We Love You půjde se srdcem a dotekem matky všude tam, kde je láska nejvíce potřebná.